Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Kelly Sài Gòn. Và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nhớ nhấn nút like và cho Kelly Sài Gòn một cái subscribe nha. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, dĩ nhiên nếu mà ai dõi theo idol của chúng ta là cháu Hồ Văn Cường thì rất mừng cho cháu cái show diễn hôm qua phải không quý vị ha. Wow, quá là thành công và hoành tráng, phải nói là rất là vui. Mình xem đi xem lại cũng rất nhiều lần của các YouTuber. Lần này thì anh em cũng cẩn thận chút xíu. Cho nên khi mà quay ở trong sân khấu á, thì có người thì không dám quay, có người thì quay chút ít tại vì sợ đánh bản quyền. Nhưng mà nói tóm lại thì cũng được xem mãn nhãn vì Cali Sài Gòn ở hải ngoại. Thành thử ra không đi đu show trực tiếp của cháu Hồ Văn Cường lần nào được hết. Về bên đây rồi thì mới có show coi tức không chứ. Nói nào ngay ra hôm Tết thì dĩ nhiên ai cũng bận rộn. Thì dĩ nhiên mây lang thang cũng có việc riêng hoặc là ăn Tết họ không có tổ chức. Hoặc rồi họ bắt đầu tháng 3 bắt đầu trở lại công việc thường nhật thì họ tổ chức. Nói cái show hôm qua thì mình phải nói thật trước khi mà vào trong chương trình văn nghệ bắt đầu thì ở ngoài mình cũng có coi chú Cuội nè, rồi Quách Nguyên nè, rồi một số những bạn đồng nghiệp YouTube khác quay từ khi trên xe mà đi luôn, rồi tới nơi, rồi livestream, rồi giao lưu với khán giả, phải nói thật là vui. Các bạn thật là hạnh phúc, các em với các cháu quá hạnh phúc. Tại sao tôi nói câu đó? Tại vì các cháu được đu show của cháu Hồ Văn Cường hoài. Ở Việt Nam thì dĩ nhiên đu show cháu liên tục. Nhưng mà mai mốt sẽ ganh tị cho tôi. Nếu mà Hồ Văn Cường đi qua hải ngoại này ở Cali này đưa show thì bắt đầu tới lượt tôi nha. Bắt đầu các bạn YouTuber ở Việt Nam ganh tị lại nha. Cái kỳ này không phải là những vị khán giả mà lớn tuổi đi, mà tôi thấy kỳ này lần này thì nhiều khán giả trẻ, có nhiều em còn nhỏ cũng đi coi cháu Hồ Văn Cường hát, rồi có những kêu bằng là tuổi teen á, mười mấy tuổi á, nam cũng có, nữ cũng có, cũng rất là nhiều để ủng hộ cho cháu Hồ Văn Cường lần này. Thời tới rồi Cường ơi, thời tới rồi. Nhiều cô gái trẻ đẹp quá lên chụp hình với Hồ Văn Cường. Ở dưới đây tôi nghe các cô các chú nói thời tới rồi Cường ơi, thời tới rồi, đỡ càng không nổi. Nhưng mà Cường đâu có nhu cầu đâu. Cường nó còn nhỏ lắm, vẫn lo siêng năng học hành. Nhưng cái này thì các chú các bác, các cô các mẹ ngoại chọc Cường cho vui vậy thôi, cũng đâu có ai muốn trong cái thời gian này mà cháu Cường có một nửa của mình, phải không các bạn ha. Dĩ nhiên trong cuộc đời của mỗi người thì sẽ có một nửa của mình, nhưng mà thời điểm này cũng chưa nên có. Tất cả đều nhìn thấy như vậy, là bạn bè với nhau vui chơi thì cũng được rồi. Vâng, thì ở trong mình coi cái của chú Cuội thì rất tiếc là một hai bản nhạc đầu thì không có quay được, như là sợ bản quyền đó các bạn. Cho nên như cái bài mà Tiền Giang quê tôi nè, rồi Đừng Nói Xa Nhau và Không Bao Giờ Quên Em, thì mới đầu mình coi thì mình không nghe được và cũng không biết được là hát bài gì. Rồi cho tới cái bài kế nữa là Buồn Con Sáu Sậu á, thì bắt đầu mình mới nghe được những lời hát và âm nhạc ở trên sân khấu. Và chú Cuội cũng có nói rằng mong ban tổ chức Mây Lang Thang, Mây Sài Gòn cũng thông cảm dùm để cho anh em YouTuber livestream và đem những hình ảnh tốt nhất có thể để giao lưu cùng tất cả quý vị không thể đu show và cũng như tất cả quý vị ở hải ngoại. Thì mình cũng nghĩ rằng các em cũng đừng nên khắt khe quá, phải không các bạn ha. Mình cũng nên thông cảm cho những người YouTuber đến đó, hoặc là những vị khán giả đến đó rồi livestream
chỉ mong muốn đem hình ảnh tốt đẹp đến để chia sẻ cùng tất cả mọi người trong và ngoài nước mà thôi. Mà lỡ mà quý vị, nếu mà YouTube nó tự động nó quét á, nó làm á, thì không nói gì. Mà nếu mà ban tổ chức mà có bản quyền rồi đánh gậy vào các cái YouTube thì cũng tội cho người ta không các bạn ha. Nên nương tay chút xíu. Vâng, thì những bài tiếp theo đó thì mình thấy bài Buồn con sáu sậu hay quá. Phải nói là cái bài này, cái người viết cái bài này ra hay, sáng tác cái bài này hay quá. Buồn cái này chắc mình phải đeo mắt kiến quá các bạn ơi, chứ không đeo mắt kiến là không thấy đường. Bài Buồn con sáu sậu này thì là của nhạc sĩ Minh Vi. Mà phải nói rằng những cái bài mà của Minh Vi sáng tác á, nói về dân ca thì nó hợp với chất giọng của cháu Hồ Văn Cường rất nhiều. Những cái câu hát mà làm cho người ta xé lòng một cái nỗi buồn thoáng thoáng nào đó khi mà chúng ta, nhất là ở vùng miền quê sông nước, khi mà nghe câu chiều chiều em đứng ngó bên sông, buồn thương con sáu sậu khi mùa lúa trổ đồng thơm bông, buồn cho con sáu sậu nó lẻ bày sổ lòng mà bay, ai nhanh tay trên đồng đang gánh từng bụi lúa thơm, em thương anh bên này không dám lời sang bên đó, anh nhắn ngỏ lời yêu thương theo tiếng chim sáo bay trên đồng, rằng sẽ hẹn mùa sau anh gánh lúa về thăm em. Có câu vui nhất là cháu Hồ Văn Cường có chịu lấy anh làm chồng hay không, có chịu lấy anh làm chồng hay không, hai ba lần như vậy cháu nói liên tục, làm cho ở dưới cũng hò hét nhau, rồi cũng kêu bằng làm đồng tình hò cho vui đó. Giống như là ở trên ca sĩ hát, ở dưới đây chúng ta phụ họa thêm. Cái bài này bốn câu cuối thì là đám cưới làng bên kia, anh cùng ai vui cười, em khóc nhiều hơn khi em thấy anh vui cười. Sáo kia buông tiếng khóc, tiếng kêu nghe đau lòng, ngó lơ anh không thấy, anh vui cười, vui cười cùng người ta. Tình yêu nhiều khi nó cách trách trở với nhau, nhiều khi không nói ra, cứ âm thầm lặng lẽ, rồi để đến một ngày nào đó thì mới thấy sự im lặng của mình cũng đã làm cái chuyện hôn nhân lứa đôi nó không thành. Vì người con gái đó cũng không biết là mình có yêu người ta hay không, hoặc là người con trai đó cũng không biết người con gái đó như thế nào. Rồi theo dòng đời trôi nghiệt ngã, những gì xảy ra thì xảy ra, làm cho hai người trong cuộc phải ly tán với nhau. Thật đáng buồn phải các bạn ha. Kế tiếp thì cháu hát được tất cả là 10 bài. Theo mình biết thì là Cổng Mẹ, rồi Nửa Đêm Ngoài Phố, Miền Tây Quê Tôi, Biển Tình, Về Quê Ngoại, Tình Thắm Duyên Quê. Như vậy tổng cộng là Tiền Giang Quê Tôi nè, Đừng Nói Xa Nhau, Không Bao Giờ Quên Em, Buồn Con Sáu Sậu, Cổng Mẹ là 5 bài. Nửa Đêm Ngoài Phố, Miền Tây Quê Tôi, Biển Tình, Về Quê Ngoại và Tình Thắm Duyên Quê. Đó, tất cả là 10 bài. Nhưng có một bài bonus, tại vì thời gian cũng còn sớm và nhiều người cũng nói còn hơi sớm, cho nên hát tặng một bài thì cháu cũng đã hát cái bài, thêm một bài bonus nữa là bài Chợ Đông. Trong những giây phút mà giao lưu với khán giả rất thích Hồ Văn Cường hát giọng cổ, cho nên cháu cũng hát bài Xa Mưa Dông, Anh Ba Khía, và bài một bài kinh điển đó là Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà, của sáng tác của Viễn Châu, không các bạn ha. Phải nói ông Viễn Châu là một người đã sáng tác ra cả ngàn bản tân cổ giao duyên để đời,
trong đó có Lá Trầu Xanh mà cháu Hồ Văn Cường hay hát. Mình thích cái bài Xa Mưa Dông, nó cũng làm cho nỗi buồn những người xa xứ, nó nhớ về quê hương rất nhiều, nhớ cha nhớ mẹ nữa. Như là vô câu đầu là trời xa mưa dông cho buồn lòng đứa con xa xứ, giọng cố hương với bao kỷ niệm ngày xưa thương nhớ đông đầy. Những kỷ niệm đã theo con suốt tháng năm dài, con nhớ mái lá nghèo gió mưa tơi tả, sao chợt nghe thèm chén canh cá cắm câu, thèm một giọt nắng rơi động giữa vàng bầu, mong một chuyến đò ngang nối đôi bờ trắc trở, để mẹ đừng ngã nghiêng chân bước qua cầu, cây cầu nhỏ vặn mình rung rung trong giông bão. Hồ Văn Cường thì có chất giọng thanh thoát, bây giờ thì trầm, hợp với những cái bản nhạc giọng cổ. Phải nói là giọng của cháu từ hồi nhỏ nó lanh lảnh ca giọng cổ đó các bạn ha. Bữa nay thì không có hát Lá Trầu Xanh nữa, bây giờ hát ba nhạc phẩm mới, mà Xa Mưa Dông, rồi Anh Ba Khía và Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà. Mình cũng rất thích giọng cổ nhưng mà mình ca chắc không được rồi. Ca phô mà ca dở nữa. Đây, để làm thử một câu thử các bạn ha. Coi được không nghe. Trời xa mưa dông cho buồn lòng đứa con xa xứ, giọng cố hương với bao kỷ niệm ngày xưa thương nhớ lại đồng đầy. Trời ơi, những kỷ niệm đã theo con suốt tháng năm dài. Thôi nhiều đó đủ rồi, biết rồi ha. Bởi vì tại sao mà Cali Sài Gòn không ca giọng cổ là như vậy đó. Ca cho vui lên, câu cho vui. Thấy cháu lên câu giọng cổ mình cũng bắt chước lên theo vậy mà. Trên đó thì mình thấy Hồ Văn Cường có nhắc tới một người cô Quyên 18 tuổi đã theo cháu rất là lâu. Dĩ nhiên là cô Quyên này không phải mà 18 tuổi rồi. Người này đã từng với cháu, đã bên cạnh cháu trong suốt thời gian mà cháu thi Việt Nam Idol Kids. Như vậy là ảnh hưởng của cô Quyên này cũng rất lớn. Chắc người này đã chỉ dạy cháu về âm nhạc và cách lấy hơi, hoặc là ra trình diễn như thế nào, cho nên lúc nào cũng luôn luôn bên cạnh cháu Hồ Văn Cường. Dĩ nhiên chúng ta không quên những món quà mà tất cả các mẹ, các ngoại đều mang đến để tặng cho idol của chúng ta, phải không quý vị? Cháu Hồ Văn Cường thì đây là cái show đầu tiên năm 2023 cháu đi hát. Bữa hôm sinh nhật thì chúng ta không thể nói đó là cái show, đó chỉ là một cái buổi tiệc sinh nhật cùng giao lưu với khán giả trong và ngoài nước. Còn đây mới chính thật là cái show live tour của cháu bắt đầu từ ngày 18 tháng 3 này. Phải nói là chúng ta cũng công nhận rằng mỗi ngày cháu tiến bộ hơn rất nhiều. Mỗi ngày cháu chững chạc hơn. Mỗi ngày chúng ta thấy cháu có niềm vui nhiều hơn. Nhưng chúng ta cũng có những cái nhận xét của khán giả để lại, để cháu rút kinh nghiệm. Như là cách lấy hơi của cháu thì lấy hơi, mình mỗi lần mình thấy cháu lấy hơi mạnh quá. Mỗi lần ấy thì hai cái da cháu nhích lên. Và cái tay của cháu cũng vẫn để đây. Có thể là nhắc cháu là đưa tay ra bên đây, hay đưa tay như vậy, hay như đưa ngang vậy nè ha, rồi đưa tay ra vậy, hay hoặc là đưa tay sao. Mình thấy cháu có một điệu bộ là cứ đưa tay ngay chỗ ngang ngực hoài. Nó mình thấy nó hơi đơn điệu. Các bạn nghĩ như thế nào? Mình đây là chỉ những lời góp ý của nhiều người thôi. Mình cũng giống như là mình là làm đầu cầu để kết nối những lời bình luận của tất cả khán giả để đem đến với cháu Cường. Nên mình cũng thấy cũng đúng. Ví dụ Cường cầm microphone rồi đưa tay qua bên đây, đưa từ vậy nè, rồi hoặc là đưa ra tới đây rồi cái đưa ra vậy, hoặc là đưa ra vậy rồi cái đưa lên vậy, rồi giống như mơ màng mấy nước vậy đó. Đại khái là như vậy. Mình
Thì chị cũng muốn góp ý cho Cường có cái sáng tạo cách đứng đi đứng trên sân khấu. Dĩ nhiên là Cường ở trên sân khấu rất nhiều, nhưng cái gì mình thấy có khuyết điểm thì mình góp ý để xây dựng cho nó tốt hơn. Còn cái show ở Đà Nẵng thì sao các bạn, có nhiều người thì nói là 705 vé, có người nói 500 mấy ghế, nó tùm lum hết trơn à. Mình không có ở Việt Nam cho mình cũng không có biết, mà mình gọi trực tiếp về chỗ đó thì cũng sợ làm phiền người ta. À, thôi để từ từ mình tìm hiểu. Tại vì mà 600, 700 vé mà có một mình Cường không thì cũng bán vé như vậy thì cũng rất là khó các bạn ha. À, nhưng mà có Myra Trần. Myra Trần này là một cô gái hát rất hay nha, mình đã từng nghe qua rồi. Ồ, giọng mạnh lắm. À, hát được nhạc ngoại quốc luôn nữa. À, hy vọng cái show ở ngoài Đà Nẵng này lâu thật lâu ta mới được một lần phải không, thì sẽ được khán giả ở ngoài đó ủng hộ và đi xem chật nước luôn. À, không có cái gì ca sĩ, không có gì vui vẻ hạnh phúc cho bằng mà được khán giả đông đảo ủng hộ cho đem ca nhạc của mình phải không quý vị ha. Như vậy thì với cái tinh thần đó, dĩ nhiên là cháu Cường sẽ lên tinh thần và sẽ hát nhiều hơn nữa để cống hiến những nhạc phẩm rất hay cho cái đêm ca nhạc ở ngoài Đà Nẵng. Thấy có một cái chị mà hay lên cầm microphone mà chị cũng hay lớn lớn con đó. Cái mỗi lần mà gặp chị ấy là Cường mắc cười lắm. Cho mà nhiều lần trước chị cũng nói hơi nhiều đó, ở chiếm sân khấu hơi lâu, có nhiều người phiền, nhưng có nhiều người cũng nói rằng thôi cho vui mà, đâu có sao. Bữa nay lại e dè mắc cỡ không có dám nói hả. Mắc cỡ gì mà không chịu lẹ dùm, biểu lẹ dùm, không chịu lẹ dùm. Chị mỗi lần chị cầm microphone là ở dưới có rộn ràng tiếng cười, mà cũng làm cho cháu Cường cũng mắc cười theo theo chị ấy nữa. Tóm tắt lại là cái show vừa rồi thành công, hoành tráng, mãn nhãn, và tất cả mọi người đều hưởng ứng và vui vẻ. Ban nhạc đánh hay, ban nhạc mình có tới 8 người luôn á các bạn. Mình thấy live show thường thường của một ca sĩ có 4 người, 5 người. Nhưng mà mình thấy mình đếm ngoài sau lưng tới 8 người luôn, 8 nhạc công luôn. Ban nhạc đánh hay, mình nghe nó rất đã tài, nghe phải nói câu là quá đã nhất là bài Cổng Mẹ, nghe hay quá, nghe lại cũng hay, nghe bao nhiêu lần bài Cổng Mẹ rồi cũng hay, nhất là nhịp vô, cái phách vô đầu tiên á, vừa ấy thanh 10 cái tiếng mà tới 9-10 Cổng Mẹ là Cường vô liền, bắt vô nó ăn khốp mà nó hay quá, mình nghe đi nghe lại rất nhiều lần luôn. Rồi tại vì tiếng trống đó các bạn đánh để mà các bạn đếm thử ra, mình cũng đếm rất nhiều lần, 1, 2, 3 cho đến cái 9, 10 là bắt đầu cái cường vô Cổng Mẹ liền, quá hay luôn. Tuần sau thì là bắt đầu bay ra Đà Nẵng này ha. Không biết ở trong Sài Gòn bao nhiêu người bay ra Đà Nẵng đi du show của cháu Hồ Văn Cường đây. Mong khán giả ngoài Đà Nẵng, Đà Nẵng ơi, Hồ Văn Cường tuần tới tới rồi, Đà Nẵng ơi, Đà Nẵng ơi. Đà Nẵng là một thành phố rất là đáng sống đâu quý vị nha. Sạch sẽ và có nhiều ưu ái cho người dân ở đó lắm. Từ khi mà ông Nguyễn Bá Thanh ông làm bí thư chỗ đó thì phải nói thật sự rằng thay đổi Đà Nẵng rất nhiều. Đà Nẵng với ánh mắt của người trong nước cũng đã thay đổi. Và đối với người ngoại quốc là một thành phố sạch đẹp và đáng sống. Mình cũng trước khi mùa dịch mình cũng đã tới Đà Nẵng rồi. Bãi biển rất đẹp, bãi biển Đà Nẵng. Rồi mình đi lên Bà Nà Hiêu nè, rồi lên cầu mà có Golden Finger đó quý vị, bàn tay vàng đó. Rồi mình đi vào cái khu rừng sở thú hoang dã thiên nhiên. Phải nói rằng
Ủa, cái khu rừng hoang dã thì ở Phú Quốc, quên, sorry, không phải. Mình lên Bà Nà Hills rồi đi cũng nhiều chỗ ở ngoài là Đà Nẵng. Nếu mà đi du lịch về Việt Nam được thì quý vị cũng nên đi Nha Trang nè, Đà Nẵng nè, với Phú Quốc để thấy sự thay đổi của đất nước Việt Nam như thế nào. Rất đẹp, du lịch đáng đi là những cái chỗ đó. Vâng, cảm ơn các bạn đã cùng với mình chia sẻ về live show của cháu Hồ Văn Cường vừa rồi, và chúc cho cháu rất nhiều thành công nè, trên mọi mặt hết, trên con đường học vấn cũng như là con đường nghệ thuật, càng ngày càng được nhiều người yêu mến hơn. Thời tới rồi Cường ơi, cản không nổi đâu. Rồi, xin chào và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe. Nhớ bấm like và cho mình một cái đăng ký kênh nha. Xin chào và hẹn lại tất cả quý vị trong một video lần sau. Bye bye.